Thưa quý vị, vào đêm qua, hàng nghìn hộ dân ở địa bàn phía Tây Nam Hà Nội như quận Hà Đông, Thanh Xuân nhận được thông báo ngừng cấp nước từ công ty nước sạch Sông Đà. Lý do được đơn vị này đưa ra là để phòng ngừa sự cố có thể ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước thô sau khi một xe chở đá bị lật tại gần khu vực đầu nguồn. Phóng viên VTC đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu thông tin vụ việc. Hiện tôi đang có mặt tại suối Cun, nơi dẫn nước vào suối Bằng và sau đó chảy vào hồ Đầm Bài để cung cấp nước cho nhà máy nước mặt Sông Đà. Vào đêm ngày hôm qua, thì một số khách hàng sử dụng nước của nhà máy này đã nhận được thông báo ngừng cấp nước liên quan tới một sự cố có nguy cơ xảy ra tại đầu nguồn. Để phòng ngừa những sự cố cũng như những rủi ro có thể xảy ra, công ty này đã tạm dừng sản xuất cũng như đưa ra các giải pháp kịp thời để có thể cấp nước trở lại vào ngày hôm nay. Theo lãnh đạo của nhà máy nước mặt Sông Đà, khoảng 18 giờ ngày hôm qua, tại khu vực suối Cun, xóm Văn Minh, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình đã xảy ra một vụ tai nạn. Cụ thể, lái xe điều khiển phương tiện mang biển kiểm soát 29H58831 vận chuyển đá, phục vụ kè ao cho một hộ gia đình. Vụ tai nạn khiến phương tiện lật xuống lòng suối Cun. Ngay sau đó, đơn vị đã kích hoạt thực hiện các giải pháp ứng phó kịp thời theo quy trình. Trong đó, có việc tạm dừng cấp nước và mời cơ quan quản lý giám định độc lập gồm Viện Y học Lao động và Công nghệ Môi trường và Viện Hóa học Công nghệ Việt Nam. Các giải pháp của nhà máy nhằm đảm bảo quy trình phòng ngừa rủi ro. Công ty cũng đã chủ động dừng cái việc cấp nước cho Hà Nội vào cái thời điểm là 18 giờ 54 phút ngày 21 tháng 9. Mục đích là để cho đảm bảo cái an toàn tối đa cho cái nhà máy sản xuất nước sạch, và đồng thời thì mời các cái cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vào để làm rõ. Liên quan tới băn khoăn của dư luận về nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước thô cấp cho nhà máy nước sạch Sông Đà, đại diện đơn vị này khẳng định đây không phải là sự cố của nhà máy mà là một sự cố khách quan. Xe chở đá bị lật nằm cách nhà máy khoảng 1,8 km, nằm ngoài vùng bảo hộ vệ sinh an toàn khu vực khai thác nước sinh hoạt của công ty đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt. Hiện tại, đến thời điểm hiện tại thì tất cả những cái công việc cũng đang được các cơ quan tiến hành ở một cái tinh thần nhanh nhất và kiểm soát tất cả những cái nguy cơ rủi ro có thể xảy ra với nhà máy. Trước đó, vào năm 2019, sự cố tràn dầu thải ở đầu nguồn gây ô nhiễm nước dẫn vào nhà máy nước sạch Sông Đà. Sau sự cố này, nhà máy nước sạch Sông Đà đã tiến hành hàng loạt các giải pháp giám sát an ninh nguồn nước như hệ thống camera, xây hàng rào bảo vệ kênh dẫn nước. Hiện kết quả quan trắc nguồn nước và cũng như các chỉ tiêu về sản phẩm nước đều được truyền trực tiếp về Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, Sở Tài nguyên Môi trường Hòa Bình để giám sát và quản lý. Vào 13 giờ trưa nay, sau khi có kết quả kiểm định của Viện Y học Lao động và Công nghệ Môi trường và Viện Hóa học Công nghệ Việt Nam, khẳng định mọi chỉ tiêu về nước thô đầu vào và nước sạch của nhà máy nước mặt Sông Đà đều đảm bảo tiêu chuẩn. Do vậy, đơn vị này đã cung cấp nước trở lại từ 13 giờ 30 phút ngày hôm nay.